giận quá. Ê, có phải xoay á, lửa nóng dữ lắm à, đồng chí ơi. Để đem cái nồi nọc khác một khác. Ngon quá. Quá ngon. Đồ có xẻ này nướng cả y luôn á. Ê, cái chân này cũng giống như chân của em thẳng bằng vậy luôn, không cong lên được luôn. Dạ. Đúng không? Nó y nóc từ đây tới đây nè. Em á, từ đây tới đây nè, nóc á. Gà này nó cũng kẹp cái nóc em. Dạ, nó đâu cong được đâu. Bởi vì anh thấy là nhớ cái vụ không, em. Không, nhưng mà em ngọt kiểu phụ nữ thì được. Đó vậy nè. Là kiểu phụ nữ á, là kiểu à khép cái khép nếp vậy đó. Phụ nữ khép gì cho không 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 được. Rất là hay cả nhà ơi. Đó là những cái không gian, những khoảnh khắc của anh em sau một ngày làm việc căng thẳng rồi mệt mỏi rồi áp lực mọi thứ hết cả nhà, vì có Nam ra đó thì cũng không có nhiều thời gian, cho nên mọi thứ phải chạy đua với thời gian. Và có một cái deadline rất là hẳn hòi, cho nên mọi người cùng với Nam hoàn thành cái deadline cho đúng với cái thời gian mà Nam ra đó. Và hôm nay thì Nam nhờ một chiếc cô bé đến để mà khai hoang rồi làm cái con đường đi nha cả nhà. Hiện tại thì nó đang rất là cây cối rất là lùm xùm luôn. Mình tạo một cái lối đi vào và phải có một chiếc cô bé. Ở đây thì cô bé mình cũng thuê tại thành phố Phan Rang luôn cả nhà. Cái chi phí thuê thì nó cũng hợp lý. Một cái ca làm là 7 tiếng, 8 tiếng thì nó có là 4 triệu đó cả nhà. Và chúng ta sẽ lên một cái kế hoạch trước để chúng ta làm gì. Khi xe đến thì chúng ta sẽ phải triển khai họ để họ làm nhanh. Và trong cái thời gian thì kế hoạch thì Nam làm ở đây thì cũng khoảng tầm là 1 ca, khoảng 8 tiếng thì đã xong hết những cái hạng mục mình cần. Ngoài việc dọn ranh, rồi đào ao, rồi tạo đường đi cho ô tô vào trong rẫy thì mình cũng phải có một kế hoạch trước để tránh trường hợp là chúng ta mất nhiều thời gian để chờ đợi mà không biết làm cái gì. Cả nhà thấy không, với một chiếc cô bé này nó làm rất là khỏe và rất là nhanh nha. Cho nên thì chúng ta cũng cân nhắc khi mà chúng ta khai mở đường hoặc là chúng ta san lấp gì đó thì chúng ta nên thuê một cái chiếc như thế này để nhanh hơn là sức người ở làm như cả nhà. Nam thấy với cái chiếc này nó làm có khoảng tầm 2-30 người làm một ngày cũng chưa bằng đó cả nhà. Mình mở một cái con đường bên ngoài cho người ta có thể đi lại. Mình đào ranh hết rồi, bây giờ thì chiếc này nó chỉ có can đường ra thôi, làm bằng phẳng những cái bụi xương rồng này, rồi những cái cây lớn nó đào lên và nó đẩy ra ranh hết cả nhà. Rất là tuyệt vời ha. Thì ngày hôm nay thì kế hoạch làm như này, như thế này. Rồi khi xong mình rào đó hết thì mình mới đầu triển khai để mà trồng cây nha. Hiện tại thì ở khu vực này cả nhà biết không, rất là nhiều dê, cừu, rồi bò người ta thả rong á, không có người xem. Đó, cho nên là mình phải đóng cọc nè, rồi giăng kẽm gai thôi. Hiện tại thì mình mới giăng kẽm gai thôi, chứ còn giăng lưới 70 thì cái khả năng cũng chưa cho phép, thì vì nó rất là rộng như cả nhà, nó gần 2 hết nè, nên là cái xung quanh đó mình kéo hết lưới chắc muốn xỉu luôn rồi cả nhà ơi. Tạm thời thì mình chỉ có kéo chì gai thôi, sau đó thì mình cái phần ở giữa thì mình sẽ trồng cây dầu lai. Thì cái loại cây dầu lai này nó được xuất xứ từ đâu nước ngoài nhập về trồng để sản xuất dầu diesel đó cả nhà, nhưng mà không biết lý do gì đó mà nó không đưa vào khai thác, và bây giờ nó mọc tràn lan hết ở khu vực Ninh Thuận ha. Phan Rang này chúng ta đi chúng ta thấy rất là nhiều, mà cái cây này nó có sự sinh trưởng nó rất là mạnh nha. Nó chỉ cần rụng cái hạt xuống nở lên đầy đất hết cũng khó mà để tiêu diệt triệt để nó nữa đó. Cho nên là không biết là hồi trước mình đem về triển khai như thế nào mà bây giờ ở đâu Nam cũng thấy cây này hết. Nhưng mà được cái là chúng ta trồng hàng rào thì dê cù nó sẽ nghe cái mùi ở cả nhà, nó cũng không lợi mà nó cũng không có ăn cái cây này, nên chúng ta trồng làm hàng rào ranh thì rất là ok ha. Đó thì bây giờ triển khai cho cô bé nó làm cái đường, và ở bên trong farm của mình thì sẽ làm một cái đường ô tô đi, để có những cái chỗ nước nó chảy xiết thì nó cũng tạo thành những cái lối như con suối vậy. Bây giờ mình phải san lấp bao bằng phẳng lại hết.
bên ngoài làm cái đường đi cho mọi người có đi lại. Ở đây thực ra thì cũng ít người đi lại lắm cả nhà, chỉ có mấy người họ chở một số cắt cỏ rồi mấy người thả chăn dê cùi đó thôi, chứ còn đất phía bên trong thì người ta còn lại có một cái lối đi khác ha. Mình ở bên ngoài thì mình cũng làm, trước khi mình rào ranh thì mình cũng mở ranh làm đường sạch sẽ cho mọi người đi thôi, chứ còn ở đây cũng ít người qua lại lắm. Rồi bây giờ thì xe nó cũng đang can bàn ra nè, rồi đào những cái gốc cây rồi xương rồng bên đường rất là nhiều. Có cái chiếc này là cô bé này làm việc rất là hiệu quả nha cả nhà. Không có mặt hả em? Còn mấy ít rạn à. Cả nhà ơi, trong quá trình dọn ranh thì có ngẫu con ruồi nè. Bây giờ con ruồi này thì nó cũng không có mặt nhiều, có con thôi. Cái con thì mình sẽ ăn nha. Ngon. Ăn này ngon, tuyệt vời lắm cả nhà, ngon. Thấy không? Ở đây người ta chăn bò rất là nhiều luôn cả nhà. Một cái đàn bò có khi hàng mấy chục con đến cả trăm con luôn đó. Bây giờ mình phải đuổi đi để cho nó quên cái thói quen là vào đây để ăn cỏ này cả nhà. Để mốt tới mình trồng dừa rồi trồng một số cây ăn trái nó ra nó quanh tạc chặt chết luôn á. Cái đàn bò rất là đông mà nó cũng rất là lì nha. Rồi khi mà nó đang ăn thì mình đi đuổi nó cũng không muốn chạy đi đâu cả nhà. Nó ham ăn cỏ ở đây tại vì xung quanh này nó khô cằn lắm, chỉ có cái chỗ phan của Nam là cỏ rất là nhiều thôi. Nên là rất là mệt để mà đuổi nó đi cả nhà. Trên tay của Nam là những trái na, những trái mãng cầu dai ha. Ở vùng đất này trồng mãng cầu dai rất là được luôn cả nhà. Cho nên trong cái kế hoạch này thì Nam đã triển khai trồng ở đây khoảng tầm 5 đến 600 cây mãng cầu dai ngay cái khu vực đất này. Thì chỗ này nó ở cái vùng cao. Đó cả nhà thấy không, rất là cao và đất rất tốt đó, nên trồng cái mãng cầu này rất là phát triển cả nhà. Cho nên bây giờ thì cô bé nó đã vào trong bên trong để nó làm lấp lại những cái con đường mà bị nước chảy nó xói mòn á. Nên mình làm khóa nó cho bằng phẳng để mình trồng cây và xe mình thì cũng phải di chuyển qua đây nó sẽ dễ dàng hơn nha cả nhà. Everybody,
thì giờ thì cũng đã gần 12 giờ trưa rồi cả nhà. Thôi thì còn ráng làm một chút xíu cho nó xong mới dứt điểm ở chỗ này. Bây giờ mọi người vào trong nhà để mà ăn trưa. Ở đây thì mấy anh em ở đây cũng đi chợ và nấu món trưa hết rồi cả nhà. Trời ơi, bây giờ cả nhà thấy không, cù nó vào đầy hết đất luôn. Mình chỉ cần ngơi một chút xíu là nó vô đầy hết rồi cả nhà. Đây là một cái cây xào dông, một cây đặc trưng ở trong cái vùng đất này. Và chúng ta sẽ có rất là nhiều món ăn chế biến với cây này. Em sẽ dưới đều chia sẻ với cả nhà về cây xào dông nhé. Bây giờ thì cơm mà đã dọn lên đâu đó hết rồi. Trưa nay thì ăn với thịt ram, rồi canh, rồi một số cái món. Và sau khi ăn trưa thì mình sẽ đi mua cái dây chì gai về mà để kéo lại xung quanh hết, để chế những cái con thú nuôi nó thả đi vào đây. Bởi vì nó ăn thói quen thì sau này nó sẽ khó đuổi nó ra bên ngoài này cả nhà. Đây có mấy anh em phụ cực lực ăn trưa xong rồi nghỉ chút xíu, xong bây giờ lại tiếp tục kéo dìa gai lên hết. Chúng ta sẽ kéo làm 2 đến 3 lớp nha, để nó sẽ không đi vào trong đất được. Ngoài cái chỗ trống thì chúng ta chèn cây dầu lai vào để cho nó không có chui vào. Mình cũng chứng kiến được cái cảnh mà cái con cù nó chui vào trong giữa những khoảng cách chì gai như thế nha. Chỗ nào thấp thì nó lại lòn phía dưới, nó quỳ gói nó chung và nhiều khi bị móc rách da rồi để lại lòng tá lả, nhưng nó vẫn không sợ nha. Cái con cù là nó rất là lì. Mình phải nói thật sự là mình chứng kiến được cái cảnh mà nó chung qua chung lại rồi đó cả nhà. Cả nhà thấy không? Sơ sẩy một chút xíu là nó lại lao vào đất đầy hết trong 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 cái khu vực farm của mình. Em thấy thì trời cũng đã về chiều rồi cả nhà. Trong kế hoạch ngày hôm nay thì buổi chiều mình sẽ có mấy con gà nướng với lá xào dông nha cả nhà. Ở đây có bạn Linh đã phụ trách rồi. Cả nhà thấy không? Gà trộn với nhét những cái con lá xào dông vào bên trong để chúng ta nướng này cả nhà ơi. Thì đúng rồi, vậy mà. Cắm sớm quá hả? Phải kiếm cây khác hả? Hôm nay có giọng ca để đời Quang Lập. Đúng rồi đó. Gà này là mình nướng với lá xào dông nha cả nhà ơi. Giận quá. Ê, có phải xoay á, lửa nóng dữ lắm à đồng chí ơi. Trời, nhanh quá, lửa mạnh quá. Vậy là chín nhanh lắm, không sợ chín không kịp. Trời ơi, phàn ương. Quá độ luôn. Thang này nóng quá. Có khói ăn mới ngon. Tại vì người dân tộc người ta hay ăn gì? Là ăn khói. Hôm nay có thời gian một chút xíu cho nên là mấy đứa em đi tìm được 2 con gà tre. Sau đó trộn ướp với lá xào dông và nhét vào bên trong là chúng ta nướng trên than. Cả nhà thấy không, nó vàng và nó thơm lắm. Xào dông này nó có cái hương vị giống như lá mắc kháng, mắc mật. Trước đây cái khu vực núi ở đây, khu vực vùng núi này cũng như hòn đá chim chỗ này thì rất là nhiều con dông ha. Ở đây thì cái món này là muối trộn với lá xào dông mà được rang lên nha cả nhà, dùng để chấm với thịt gà hoặc là những một số thịt heo rừng là rất là tuyệt vời. Món này là Linh chế biến nè cả nhà ơi. Thank you.
Ngon quá. Quá ngon. Đồ có xỉ này nướng cải luôn á. Lòng đồ chín nữa rồi này, xong đồ xấu. Ở trong á, coi chừng ở trong á. Không có đâu. Mẹ ba coi chừng trong cái mẹ á. Nuôi hai con gà không cặp bụi luôn. Đưa tay ra chị khỏi lôi. Em sạch sẽ, em rất rồi. Đồng mẹ rồi, nói gì nở nữa đâu. Hay quá mà. Vô hết cùng nó lên, giọng nó lên. Coi coi chừng vô đó nó chín nó. Má màu đen nữa, nướng ra màu đen rồi. Vô, này, em bánh tén luôn à. Quay lâu nó giòn luôn à. Em bánh tén luôn à. Này, vô mà ăn chừng nào không? Ừ. Giòn rụm luôn á, như bánh tén luôn á. Giờ em được. Ê, chân này cũng giống như chân của em thẳng bằng vậy luôn, không cong lên được luôn. Dạ. Đúng không? Nó y nóc từ đây tới đây nè. Em á, từ đây tới đây nè. Nóc á. Gà này nó cũng kẹp cái nóc em. Dạ, nó đâu cong được đâu. Bởi vì anh thấy là nhớ cái vụ em. Không, nhưng mà em ngạc kiểu phụ nữ thì được. Đó, vậy nè. Là kiểu phụ nữ á. Là kiểu... À, khép nếp, khép nếp vậy. Đó. Phụ nữ xếp cho không, 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 không được. Thầy chị thấy gì đâu. Khó vì đau nam. Mai lúc đất tí lắm rồi. Còn gì đâu nam. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.